gọi là chỗ này là chỗ điện gió nha. Điện gió 84 là cái quán cờ lẩu nướng. Đây cũng có những cái bãi biển để mình chơi. Tương đối có điện gió 84 rồi, đóng cửa rồi, đâu có ra được ngoài đấy. Đứng ở khu này người ta chụp hình thôi. Cái này nhìn xuống còn đánh dài dài ra đây nữa nè, có rất là nhiều dài lắm. Họ mở dọc theo cái bờ biển này chạy dài đi thì có rất là nhiều quán mọc ra. Ngày xưa mới đầu chỉ có một quán điện gió 84 thôi, nhưng mà sau này khi mà ăn được cái mấy người rất là đắt cho nên là nhiều người họ sẽ mở theo và họ sẽ có nhiều quán cạnh tranh. Dọc bờ biển nhiều quán ăn quán uống nước rồi. Đó, bà con đi chơi quá trời đúng không? Ra đây đứng trên cái bậc thềm nè. Biển Ba Đồng rất là rộng, nên là có rất là nhiều biển. Chụp ở góc này góc kia. Tương đối còn quan sơ nữa, nhưng mà cái lượng rác thì cũng nhiều nha. Không ít đâu. Quan trọng là ý thức thôi. Bảo vệ môi trường của mọi người ra sao, học sinh nhà, gia đình bạn bè này dẫn nhau này, tết nhất lễ hội này, ngày thường thích thì cứ đi thăm là bị thăm. Bên đây thì tương đối có người đông hơn bên trước thì diễn tiếp ra một xíu. Còn khu bên du lịch đó lại càng đông hơn nữa, tại vì nhiều khách du lịch họ sẽ biết tới bãi đó và họ lại nhiều hơn. Đấy.
là bình thường. Cái dịch vụ mà ngắm biển nè, thuê dù nè, thuê bàn, thuê ghế, uống nước, ăn hủ tiếu, ăn này nọ kia. Cái nền nó không chắc. Ai cũng cái hàng chính để là cái dấu chân sâu quá đó. Hả? À, chết mẹ rồi, tiêu rồi, tiêu cái đôi giày rồi. Hello mọi người, đã mát không? Đây là khu bên điện gió 84 nè, ở gần khu điện gió đó. Xung quanh cho lên đó là những cái cánh đập gió của Hàn Quốc đó. Đầu tư vào Việt Nam nữa là làm cái nhà máy điện gió Hàn Quốc ở tại Trà Vinh.
chỗ này là giấc sáng á, với lại chiều tối là nước sẽ lên, nước biển sẽ lên, dâng lên tới đây luôn. Và có một cái con đường như này chạy ra rất là đẹp, mà hiện tại giờ là mới vừa buổi trưa thôi, cho nên là nước chưa lên tới đó. Người có thể thấy rất là đẹp, mà con đi chơi rất là đông nữa đó, phải không? Đó, mọi người có thể thấy đây là cái bậc thềm họ xây ra này, giống như kiểu cọ, nhìn ra xa tưởng là giống như cành đá đĩa ở Phú Yên mà không phải nha. Đó là những cái bờ kè họ xây ra để mà bước ra cho cái người du khách họ đứng này chụp hình cũng được. Đó, và đây là biển. Đây hai con tôm 100g, này còn 250g xài. Đó, dĩa đầy mực nha. Ở đây cơm hải sản, và ở đây thịt ba chỉ nướng, có một cái dĩa nướng. View đây là view điện gió nha. Giờ nướng mấy con này lên nào. Đây là tôm chiên rồi mà. Tôm chiên hải sản có mực, có ăn gà chiên cái gì hành cũng được, đúng rồi. Xung quanh mọi người nghe nhạc rất là nhạc của mấy cái xe cà rem á, xe kem nằm ở tôi vui để vẫn là buồn, không ai để ý tới. Cái này bông tắc của những kem xe bánh bao rồi ở nhà mạnh còn tiếp nữa, chiếc này mở rồi tới chiếc kia mở, hôm nay nó mở nếu một cao kê gia đình nữa mở hôm nay nó nghe đó. Đang nướng đây này, tôm mà cái tôm này nó hơi to cho nên mình nướng kỹ vậy. Cái cách này là mình tự nướng nè, tự phục vụ nè, và đem đồ cho mình. Đây là quán điện gió mà. Ngày xưa là quán này mở đầu tiên nhất nè. Hồi mà điện gió này mới thành lập đó là quán hiện tại này, điện gió 84 thì là họ mở đầu tiên nhất. Sau này nhiều cái quán khác họ mọc ra, tại vì thấy lượng khách du lịch đến cũng đông á, cho nên là nhiều quán họ mở ra, tự mọc ra rất là nhiều theo bờ dọc bờ biển này luôn. Bán nước, bán đồ ăn này rất là nhiều. Nhưng mà quán chính thống ngày xưa là quán này. Thank you.
cho nên là bây giờ cạnh tranh rất là nhiều với nhau.